tập trung vào ăn đi con. Ăn nhanh đi con. Cứ nghịch đồ ăn đấy nhở. Ăn nhanh lên. Mai thi toán rồi đấy, còn phải vào học bài nữa. Không như lần trước ấy, không biết gì lại copy bài bạn ấy. Copy thì làm sao à? Miễn điểm cao là được, mình phải nhắc đấy nhở. Ơ hay. Ô, hư quá này. Ai dạy con như thế đấy hả? Cần gì ai dạy à? Mẹ cứ nhịp bố mà xem. Bố hãy xem những cái trang web bóng đá lậu còn gì. Oh.